những món đồ không nên đặt trên nóc tủ lạnh. Bạn có thể đặt những vật dụng nhỏ nhắn và xinh xắn trên nóc tủ lạnh để tạo điểm nhấn cũng như tăng tính thẩm mỹ cho không gian nội thất. Tuy nhiên, nhiều người dùng thường có thói quen tiện tay đặt nhiều vật dụng thường ngày lên nóc tủ lạnh. Cùng mẹo vật cuộc sống xem qua các món đồ không nên đặt lên nóc tủ lạnh sau đây nhé. Số 1. Lò vi sóng Trọng lượng lò vi sóng khá nặng, nên khi đặt trên nóc tủ lạnh sẽ gây ảnh hưởng xấu đến khả năng vận hành và làm nhanh hỏng tủ lạnh. Chức năng chính của lò vi sóng là làm nóng thức ăn và sẽ tỏa nhiệt trong quá trình hoạt động. Chức năng của tủ lạnh là làm mát, khi có nhiệt sẽ gây hư hỏng tủ lạnh, từ đó ảnh hưởng đến tuổi thọ của tủ lạnh và làm tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Số 2. Vải Một số gia đình thường trải một tấm vải trên đầu tủ lạnh để chắn bụi bẩn, nhưng đây là cách sử dụng không đúng. Tủ lạnh cần tản nhiệt trong quá trình hoạt động bình thường, việc trải lên tủ lạnh vải chống bụi sẽ làm giảm hiệu quả tản nhiệt của tủ lạnh có thể khiến nhiệt độ tủ lạnh tăng quá cao, ảnh hưởng đến hiệu quả làm mát và tuổi thọ sử dụng. Số 3, nồi chiên không dầu. Một số gia đình có không gian bếp nhỏ hẹp thường tận dụng nắp tủ lạnh để đặt nồi chiên không dầu. Tuy nhiên, nồi chiên không dầu có nguyên lý hoạt động tương tự như lò vi sóng và tỏa ra một lượng nhiệt lớn làm ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của tủ lạnh. Số 4, cây cảnh, lọ hoa. Một số gia đình thích đặt cây xanh lên trên nắp tủ lạnh vì cho rằng điều này có thể mang lại cảm giác xanh mát cho căn bếp và thanh lọc không khí tuy nhiên tủ lạnh sẽ tản nhiệt trong quá trình hoạt động khiến cây xanh tiếp xúc lâu với môi trường nhiệt độ cao hơn ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng của cây có thể khiến cây xuất hiện hiện tượng lá vàng nhanh héo ngoài ra cây xanh cần được tưới nước và bón phân thường xuyên nên sẽ khiến môi trường xung quanh trở nên ẩm ướt tủ lạnh là thiết bị điện môi trường quá ẩm có thể gây hư hỏng các bộ phận bên trong tủ lạnh trên đây là những món đồ tuyệt đối không nên đặt trên nóc tủ lạnh hãy lưu ý đến chúng nhé chúc bạn vui vẻ